Nè, qua đây. Để làm gì? Qua đây anh hôn một cái, có chịu không? Lan Lan, bà nội anh tên Lan Lan đó. Mới có một đêm thôi mà anh đã quên rồi. Em tên Phương Phương mà. Anh biết chứ? Anh biết em tên Phương Phương mà. Nhưng mà anh cảm thấy em nên có tên là Lan Lan. Vậy sao? Muốn được hôn không? Nhắm mắt lại đi. Hai người phía sau em có quen không? Nè, tên lão ôn kia. Mau, bắt hắn lại ngay. Lão ôn đáng chết, tôi sẽ tính sổ với anh. Là lão ôn. Tránh ra. Làm gì vậy? Mau, đuổi theo. Đi. Xin lỗi. Ta thật xin lỗi nha. Hả? Hắn đâu rồi? Tránh đường giùm. Tránh đường giùm. Tránh đường giùm tôi đi. Tránh đường giùm. Làm gì vậy? Xin lỗi, xin lỗi mọi người. Hắn bên kia kìa. Xin lỗi, làm ơn cho qua. Cản lại giùm đi. Mau, đuổi theo. Làm cái gì vậy? Nè, nè. Trái cây của tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Tránh ra. Đứng lại. Mau đuổi theo. Có chuyện gì vậy? Mau đuổi theo. Đuổi theo. Mau, mau lên. Hai người ở phía trước, mau tránh ra đi. Làm ơn cho qua đi. Hai người tránh ra cho tôi. Im đi, nhỏ tiếng thôi. Mau, đuổi theo. Chúng tôi tới đây cứu anh. Ủa, đâu rồi, hắn đâu? Tôi đã các người lại. Đừng quan tâm tôi lại. Mau đổi đồ đi. Anh kêu đổi là tôi đổi sao? Đang chơi trò gì vậy? Đừng có nói nhảm với tôi. Đứng yên đi. Đổi, tôi đổi, tôi đổi. Nhanh lên. Nhớ cẩn thận đó, tôi đi trước đây. Nè, hắn mới ở đây mà. Nè, hắn bên kia kìa, đuổi theo. Đứng lại. Quần áo của tôi mắc lắm đó, nói cho biết. Mau, mau đuổi theo. Đuổi theo hắn mau. Đứng lại mau. Đứng lại. Đi. Nè, thật ra các người là ai vậy? Đừng có hỏi nhiều quá, mau chạy khỏi đây ngay. Hắn chạy đâu rồi? Đi ngã này. Kia kìa, đuổi theo. Đứng lại mau. Đứng lại. Tránh đường, làm ơn, tránh đường.
Đi, đứng lại, bên kia kìa. Đi. Nè nè nè. Lục soát. Anh, lên lầu, mau. Hai người làm cái gì vậy? Đánh chết mấy cái đứa này bây giờ. Hả? Thành thật xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Hả? Đi. Đi mau. Xin lỗi cô nha. Đi mau lên. Cái đồ lưu manh. Mau chạy đi. Bọn chúng bên kia. Tới cản đầu bọn chúng. Ôm tôi đi. Mau ôm chặt tôi đi. Nè, quay qua đây. Đi đi. Coi kìa. Được rồi, đi thôi. Rõ ràng là mới đây mà. Sao giờ lại không thấy rồi? Kỳ lạ thật. Chạy đâu mất rồi? Im miệng. Đi. Hai người bên đó hơi kỳ lạ đó nha. Hai người kia, đứng lại mau. Chạy. Nè, đứng lại, không được chạy. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra mau. Tránh đường giùm, tránh đường giùm đi. Tặng cho cô nè. Hai người bên kia, đứng lại ngay. Đứng dậy, đỡ tôi dậy, chạy mau. Chạy mau đi, qua của tôi. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Đi. Nhanh lên, ngay ở phía trước thôi. Đuổi theo mau, leo tường. Nhanh đi, cầm đi. Đi nhanh đi. Cô cầm đi. Leo lên đi. Cấm nhúc nhích. Triển bằng.
Ê, Triển Bằng, còn muốn gạt lão già này sao? Không phải, thật đó. Đánh cho tôi. Lão Ôn đâu? Leo qua tường chạy rồi. Triển Bằng, Thu Di, Lão Ôn đâu? Cũng tại tôi. Tôi lạc mất Lão Ôn rồi. Lạc mất rồi. Không sao đâu, chúng ta sẽ quay lại tìm vậy. Không cần tìm đâu. Lão Ôn đang ở đây. Tôi hỏi các người, món đồ này là ai đưa cho các người vậy? Cuối cùng các người là ai? Người đưa cho các người thứ này đang ở đâu vậy? Người đưa cho chúng tôi thứ này hiện giờ không tiện gặp anh. Có vài chuyện tôi sẽ từ từ nói cho anh biết. Được rồi, các người không phải muốn tôi đi trộm đồ sao? Được thôi. Nhưng các người có biết tôi là ai hay không? Hả? Các người có trả nổi tiền không? Anh nói chuyện khách sáo chút đi. Có tin tôi đánh vô mặt anh không? Mặc Phi, tất nhiên chúng tôi biết anh là ai rồi. Anh là Thiết Hồ Điệp, danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ phải không? Tôi phát hiện tổ chức các người có rất nhiều người đẹp đó nha. Hay là cho tôi vào nhóm các người đi, thấy được không? Tên nhóc này mắt nhìn không tệ đâu. Tất nhiên rồi, tôi nói các người biết, Thiết Hồ Điệp tôi toàn nhìn mặt mà làm thôi. Nhưng nếu tính theo thời gian thì Thiết Hồ Điệp ít nhất cũng 40 tuổi. Anh đâu được vậy? Anh có hiểu biết không vậy? Tôi cho anh biết tôi đi ăn cắp từ khi còn uống sữa mẹ kìa. Người đẹp à, có nhiều cách để giữ tôi ở lại lắm mà. Đừng dùng cách thô lỗ này chứ. Nói đi, giá cả thế nào? Tiền không phải là vấn đề, phải xem tôi có hứng thú hay không. Các người nói tôi biết trước đi. Muốn tôi trộm thứ gì? Ngân hàng Yokohama. Cái gì? Ngân hàng Yokohama. Ngân hàng Yokohama, Thượng Hải. Ông ấy là một truyền thuyết trong giang hồ, cũng là truyền thuyết trong lòng Lão Ôn tôi. Có người nói ông ấy đã rút lui khỏi giang hồ, có người nói ông ấy đã chết rồi. Nhưng mà tôi nghe nói ông ấy có mấy kẻ thù, bọn họ bắt tay nhau hại chết ông ấy. Sau đó suốt thời gian dài tôi không còn nghe thấy bất kỳ lời đồn nào về Thiết Hồ Điệp nữa. Vì vậy, nhiều người tin rằng ông ấy đã chết thật. Nhưng mà tôi không chấp nhận. Tôi không thể nào chấp nhận phá vỡ truyền thuyết của mình được. Vì vậy, ngay từ đầu anh đã lấy tên của ông ấy để gây án, bao gồm cả vụ ngân hàng Yokohama, Thượng Hải. Hơn một năm trước, có người đã thách thức Thiết Hồ Điệp, nói là trong hầm bảo hiểm của ngân hàng Yokohama, Thượng Hải có một báu vật, thách ông ấy vào trong lấy trộm được nó. Tôi không thể bỏ mặc không lo. Không phải nói tầng hầm của ngân hàng Yokohama không ai vào được hay sao? Vậy tôi sẽ cho cả thế giới này biết, không có nơi nào mà Thiết Hồ Điệp không thể vào được hết. Nhưng mà họ hoàn toàn không biết người lấy trộm báu vật đó không phải là Thiết Hồ Điệp. Người lấy trộm báu vật đó thật ra là anh. Xảy ra chuyện gì vậy?
Nếu không có Thiết Hồ Điệp này, tôi đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi. Có nghĩa là trong tầng hầm của ngân hàng Yokohama có một cơ quan chuyên dụ Thiết Hồ Điệp xa lưới. Đúng vậy, kẻ thù của Thiết Hồ Điệp rất nhiều, ai cũng muốn giết ông ấy. Tôi giả dạng ông ấy nên vô tình đặt mình vào trong tình cảnh nguy hiểm nhất. Nhưng theo như lời anh nói thì Thiết Hồ Điệp thật vẫn chưa chết, còn cứu anh một mạng nữa. Đúng, hơn nữa ông ấy nhất định còn sống. Ôi trời đất mẹ ơi, gì vậy? Lại có chuyện gì nữa đây? Thiệt tình, nó làm sao nữa vậy? Sao nó cứ hành mình hoài vậy? Lại kêu nữa rồi. Mau, đi kiểm tra đi. Đi thôi, đi thôi. Đúng thiệt là... Đội trưởng à, chuông báo động lại kêu rồi. Có tình huống gì lạ không? Không có. Hai người tiếp tục ra giữ cửa đi, những người khác theo tôi. Được rồi, đi thôi. Tối nay cứ như bị ma ám vậy. Phải đó, cứ như vậy suốt đêm, chẳng cho người ta ngủ gì hết. Làm nhiệm vụ đi. Đi, lại tắt hệ thống đi. Được. Mở lên lại đi. Được. Đi. Đi về. Mệt chết đi được đội trưởng à. Có ma thật rồi. Chắc chắn mạch điện có vấn đề gì rồi. Ngày mai kêu họ tới kiểm tra toàn bộ. Đi, về phòng ngủ đi. Cái thằng trời đánh này, tắt chuông báo động của mấy người đi. Nếu còn kêu nữa không xong với tôi đâu. Đội trưởng à, chắc chắn là chuông báo động đó bị gì rồi. Phải đó, cứ kiểu này chắc kêu cả đêm luôn quá. Đúng là tức chết mà. Mở cửa.
cho mày kêu nè. Tối này đúng là xui xẻo mà. Như vậy đi, tối hôm nay chúng ta tạm thời trực ở đây cả đêm. Được, được. Trung tá, theo báo cáo của nội ứng bên tôi, gần đây có người đang muốn ra tay với ngân hàng Yokohama. Ngân hàng Yokohama, phải. Gan lớn vậy sao? Tin này có đáng tin cậy không? Rất đáng tin. Là kẻ nào? Nghe nói là một tên trộm nổi tiếng, biệt danh Thiết Hồ Điệp. Thiết Hồ Điệp? Là Thiết Hồ Điệp đã lẻn vào ngân hàng Yokohama Thượng Hải sao? Chính là hắn. Nhưng mà trung tá cũng không cần lo lắng. Cho dù hắn có ngàn tay ngàn mắt, cuối cùng cũng chỉ là tên trộm thôi. Anh Koyama, anh tuyệt đối không được xem thường Thiết Hồ Điệp. Anh nhớ kỹ,
ai có thể ra tay với ngân hàng Yokohama thì đều không phải người tầm thường. Ngay lúc này Thiết Hồ Điệp lại xuất hiện ở đây, rất có thể không chỉ liên quan tới tiền tài, mà chắc chắn sẽ liên quan tới thứ gì đó lớn hơn. Đúng vậy, Trung tá, ngài nói rất có lý. Lập tức kiểm tra, nhất định phải nhanh chóng bắt được tên Thiết Hồ Điệp này. Dù có thế nào cũng phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho ngân hàng. Rõ. Nè, còn không mau thức dậy đi. Khốn kiếp. Mau lên. Mau lên. Mở cửa ra. Dạ. Thiết Hồ Điệp, tức chết, còn không mau lấy đi. Dạ. Làm sao hắn vào đây được? Vẫn chưa rõ. Hệ thống bảo an của ngân hàng Yokohama nghiêm ngặt như vậy, lại vẫn có người có thể đột nhập được vào đây. Có tủ bảo hiểm nào bị mất trộm không? Còn đang điều tra. Còn đang điều tra. Tìm được rồi, ở đây. Có mất thứ gì không? Không biết. Chỉ có bản thân khách hàng mới biết. Khách hàng là ai? Chuyện này chỉ có tra trong ghi chép mới biết được. Mau đi đi. Dạ. Thông báo với chủ nhân của tủ bảo hiểm này, kêu ông ấy tới đây ngay. Chúng ta có chuyện phải hỏi ông ấy. Đi mau. Dạ dạ dạ. Đi mau. Đi mau đi. Báo cáo, trong chao đèn của thông đạo bên ngoài phát hiện được thứ này. Chẳng lẽ hệ thống phòng trộm tiên tiến nhất lại có thể bị hủy trong tay mấy sợi dây thép rác rưởi này? Nhất định phải tìm được Thiết Hồ Điệp cho tôi. Rõ. Bây giờ tôi sẽ đi ngay.
Trời đất, nhiều như vậy. Nhãn quan của nhỏ đó khá thật. Tiểu gia, tôi về rồi. Thế nào, có tìm được đồ không? Dĩ nhiên. Nghĩ tôi là ai chứ? Chỉ mấy thứ này thôi sao? Ờ, còn nữa không? Hết rồi. Anh, nè, chờ chút. Không phải là thứ này, còn thứ gì khác không? Không phải, thật sự không có. Nếu không có lục soát người tôi đi. Không có, tôi không gạt các người đâu. Hàng giả đúng là hàng giả. Lúc quan trọng thì hư chuyện. Anh nói ai hàng giả vậy? Tôi nói anh đó. Tôi nói cho anh biết đồ đạc đều ở đây. Còn là thiết hộ điệp cái gì chứ? Chỉ là một tên ngu chơi tôi phải không? Giúp các người trộm đồ xong qua cầu rút dán có phải không? Được rồi, đừng cãi nữa. Tôi hỏi anh, trong tủ bảo hiểm đó, ngoài mấy thứ này ra còn thứ gì khác không? Anh thử nghĩ kỹ lại xem. Chỉ là một vali cũ chứa mấy thứ này mà thôi. Còn một chiếc vali nữa. Các người là trộm loại nào vậy? Tôi mạo hiểm tính mạng giúp các người trộm đồ. Các người không cần. Cần một chiếc vali cũ làm gì? Tôi cần chính là chiếc vali đó. Ai nói anh chúng tôi là trộm chứ? Hả? Anh ném đâu rồi? Ném ở nhà rồi. Đến nhà anh ngay. Ở đâu vậy? Đi mau đi. Đừng đẩy tôi coi. Còn xa không? Ở phía trước thôi. Đây chính là chiếc vali đó. Chính là vali này sao? Sao lại trống không vậy? Không phải nói với các người rồi sao? Chỉ là cái vali trống rỗng thôi. Có không? Không phải, nhìn tôi làm gì? Đưa vali cho các người rồi. Còn xảy ra vấn đề không liên quan tới tôi. Anh còn giảo biện với tôi. Hả? Không được cử động. Đứng im. Đứng im. Không được cử động. Được lắm. Dám bán đứng chúng tôi phải không? Ai bán đứng các người chứ? Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chính là đám người bọn họ rồi. Không thiếu tên nào. Ở Trùng Khánh, bọn họ đã bắt giữ Trần Tư Bình cùng với tên Tào Cương đó, diễn một vở kịch rất lớn. Nói như vậy, người cũng đến đủ rồi à?
Tống Triển Bằng, còn có hai cô gái trẻ tuổi này nữa. Thật trùng hợp. Vậy không phải một lưới hút trọn một mẻ sao? Dẫn hết bọn họ về phòng thẩm vấn. Tôi không tin bọn họ không mở miệng đâu. Dạ, anh Koyama, cùng thẩm vấn luôn tên Tàu Cương vừa nhắc tới. Dạ. Watanabe, đi. Dạ. Cậu còn có chút thời gian, tôi có thể thay đổi ý định. Chỉ cần cậu mở miệng, không những tôi có thể thả cậu ra, châu báu trong vali cũng thuộc về cậu. Tôi hỏi cậu lần nữa, đồng bọn của cậu đang ở đâu? Cậu và bọn họ có quan hệ gì? Con nói không? Chờ chút, chờ chút. Tôi nói, ông qua đây. Tôi nói cái gì? Tôi nói bọn tiểu quỷ các ông đều là do gái điếm nuôi sao? Hả? Cậu nhóc à, xương cốt cứng lắm. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu nói không? Tôi đến để dẫn Tào Cương đi. Tào Cương? Không phải hắn đã bị dẫn đi rồi sao? Hả? Dẫn đi rồi à? Dẫn đi khi nào? Ai? Trong này có ghi chép Takehiko Minamino. Ngài Minamino, ngài ấy có đến đây sao? Đi, trở về đội hiến binh. Dạ. Tiêu Đường, sao anh lại ở đây? Ra ngoài trước rồi nói. Mạc Phi,
Ngài Minamino trở về rồi sao? Không có, không phải ông ấy đi cùng với ông sao? Vậy còn đám người chúng ta bắt được ở ngân hàng đâu? Không nhìn thấy. Nguy rồi, lập tức đến ngân hàng Yokohama ngay. Mau. Tiêu Đường, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Cô còn nhớ bản tài liệu bí mật của tổ chức gián điệp mà tôi kêu cô đổi giúp tôi không? Nó chính là mấu chốt hành động của chúng ta. Tài liệu bí mật đó là tài liệu gì? Là công văn tổng bộ tổ chức gián điệp gửi cho Koyama, nói chuyên viên đặc phái Minamino sắp đến Vũ Hán tuần tra. Nói như vậy, Minamino chúng ta từng gặp là giả mạo sao? Người thật trên đường đi đã bị chúng ta kéo chậm lại mấy ngày. Còn người giả tới gặp Koyama trước. Tên thật của ông ấy là Quảng Tĩnh An, là nhân viên đặc công ngoài biên chế mà chúng tôi đã bồi dưỡng nhiều năm, cũng là người thực thi chủ yếu hành động Linh Miêu Tráo Chúa lần này. Minamino là Thiết Hồ Điệp. Minamino, trưởng ban, có người muốn gặp ông. Ai? Là Takehiko Minamino. Minamino, Minamino hắn đang ở đâu? Đang chờ ông trong phòng làm việc của ông. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà ông ấy là một người khác. Ông ấy mới là chuyên viên thật sự. Takehiko Minamino, mắc bẫy rồi. Minamino, trưởng ban, Minamino lại là Thiết Hồ Điệp. Mắc bẫy rồi. Minamino, sở dĩ chúng tôi giả mạo Minamino là bởi vì chúng tôi cần bản danh sách đó. Tuy tôi biết nó ở ngân hàng Yokohama, nhưng mà tôi không biết nó ở tủ bảo hiểm nào. Vì vậy anh kêu lão ôm đi trộm ngân hàng Yokohama chính là để lần ra tủ bảo hiểm của Koyama. Phải, Koyama chắc chắn biết mục đích thật sự của Thiết Hồ Điệp tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu như vậy, Koyama nhất định sẽ lo lắng cho bản danh sách của mình. Cũng chỉ có như vậy, người giả mạo mới có cơ hội ra tay. Chờ đã, tôi để quên gậy rồi. Thank you.
Hèn gì trong vali của lão ôm trộm được không có bản danh sách đó. Đó chỉ là mồi nhử chúng tôi để trong ngân hàng Yokohama. Thì ra chuyện gì anh cũng đã tính xong hết. Chỉ có một điều tôi chưa tính được. Là điều gì? Cô sẽ đến tòa thị chính để cứu tôi. Cảm ơn. Vậy mới nói Thiết Hồ Điệp thật sự, ông ta chính là Tiêu Đường à. Cậu vất vả rồi. Cảm ơn ông, tỉnh an. Cũng cảm ơn ông đã cứu chân của tôi. Thế nào, bản danh sách lấy được rồi chứ? Đây là danh sách đã được sửa. Bên trên đã xóa đi người mai phục của chúng ta. Quá tốt rồi. Chúng ta vất vả mấy ngày nay coi như không uổng phí. Những người này coi như bảo vệ được rồi. Tất cả đều trong dữ liệu của cậu. Tên nhóc lão ôm được lắm. Thật sự đã vào được kho bảo hiểm. Anh ấy rất có bản lĩnh. Ông có suy nghĩ nhận anh ấy làm đệ tử không? Tôi đã không còn là Thiết Hồ Điệp của quá khứ nữa rồi. Bây giờ có rất nhiều chuyện cần tôi làm. Đâu có thời gian để dẫn dắt đệ tử. Giang hồ này không phải là nơi mà tôi muốn. Bây giờ tôi chỉ muốn vì quốc gia này làm thêm vài chuyện. Nhưng mà tên nhóc lão ôn này thật sự khiến người ta rất thích. Hay là cậu dẫn dắt hắn đi. Nếu như anh ấy bằng lòng, tôi tin hắn ta sẽ đồng ý. Tôi để lại cho hắn một ít đồ, nhờ cậu chuyển cho hắn. Được rồi. Tiêu Đường, chúng ta từ biệt ở đây thôi. Tỉnh An, có thể để tôi nhìn thử gương mặt thật của ông không? Cứ để tôi tiếp tục sống với mặt nạ này đi. Nhớ bảo trọng. Bảo trọng. Phải, ông ấy chính là Thiết Hồ Điệp thật sự. Thiết Hồ Điệp? Ai là Thiết Hồ Điệp? Chúng ta đã gặp Thiết Hồ Điệp rồi sao? Đúng, gặp rồi. Gặp rồi? Không thể nào. Tôi gặp ông ấy khi nào chứ? Lúc anh sợ ngất xỉu đó. À, là tiểu quỷ đó sao? Nhóc con, xương cốt cũng cứng lắm. Thì ra là ông ấy. Ông ấy đi đâu rồi? Ở giữa sơn thủy. Người của sơn thủy tất phải trong khói sóng mênh mông. Phải rồi. Ông ấy nhờ tôi đưa cho anh chút đồ. Vì nước trừ gian. Thu Di à, cô đang nghĩ gì? Tiêu Đường à, tôi đặc biệt không thể hiểu được tại sao lúc vừa bắt đầu anh không thể nói với chúng tôi cả kế hoạch. Tôi chỉ vì bảo đảm cho sự an toàn của Thiết Hồ Điệp
và cũng vì an toàn cho cả kế hoạch này. Anh vừa bảo đảm cho sự an toàn của Thiết Hồ Điệp, vì an toàn của cả kế hoạch này, đã lừa gạt chiến hữu của mình sao? Tiêu Đường à, anh có biết mọi người đã vì anh ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng cho anh như vậy? Chẳng lẽ anh nói kế hoạch với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiết lộ bí mật này hay sao? Rốt cuộc anh có gì giấu chúng tôi chứ? Tiêu Đường à, anh từng nói với tôi, chúng ta là một đoàn đội, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau. Nhưng bây giờ anh làm được sao? Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết sau này tôi còn có thể tin tưởng ai nữa. Chương thứ tư, mật mã lạc đường. Điện khẩn Bộ Quốc phòng vì giảm nhẹ oanh tạc của quân Nhật đối với Trùng Khánh, đặc phái một đội hành động đặc biệt tiến hành phá hủy mức độ lớn nhất đối với sân bay Hán Khẩu. Hiệu lệnh mật điện 2 cấp A Bộ Quốc phòng, toàn thể nhân viên trạm công tác Hán Khẩu Lô Hiên phụ trách bảo đảm đội hành động đặc biệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ an toàn rút khỏi chiến khu Vũ Hán, không được có sơ sót. Gần như là ở đây rồi. Sân bay của quân Nhật ở ngay trước mắt. Vị trí của sân bay đã xác nhận rồi. Hành động của đội hành động đặc biệt có lẽ sẽ bắt đầu lúc 3 giờ. Mục tiêu đã rất gần. Chú ý ẩn nấp. Đi. Chuẩn bị hành động. Các vị, nếu như nhiệm vụ tập kích tiến hành thuận lợi, 20 phút là có thể giải quyết chiến đấu.
Hành động! Nổ súng chiến đấu rồi. Sống lên. Chuẩn bị tiếp ứng quân rút lui. Binh lính đội của chúng ta đều là vũ khí hạng nhẹ. Sao lại có tiếng pháo? Anh xác định đây không phải gói thuốc nổ sao? Chắc chắn không phải. Nếu là như vậy, rất có khả năng hành động đã bị bại lộ rồi. Chúng ta không thể nào cứ chần chừ mãi được. Trưởng Bằng, Thu Di, Mạc Phi, ba người cứ chở ở đây. Tiêu Đường, tất cả anh em theo tôi. Mau lên. Thank you.
Chúng ta trúng mai phục rồi. Tiêu Đường, bình tĩnh đi. Đây là tiếng gì? Không biết nữa. Là tín hiệu lão ôn phát ra. Chúng ta bị lộ rồi. Tiêu Đường, rút. Tiểu Tôn, Tiểu Tôn, đi mau, anh đi mau đi. Rút. Nguy rồi. Tiêu Đường gặp nguy hiểm rồi. Thu Di, cô làm gì vậy? Không được đi. Bên ngoài bị lộ rồi, cô đi sẽ mất mạng ngay. Mạc Phi, chúng ta không thể đứng đây chờ đợi vô ích được. Thu Di, cô bình tĩnh một chút được không? Chuyện gì vậy? Đám người trên lầu kia, tôi biết mấy người là ai. Ngài Koyama và ngài Minamino đang chờ mấy người đó. Đừng cố dùng giấy vô ích. Chúng ta lẻn vào đi. Vào trong. Là Tiêu Đường. Triển Bằng, mau dẫn mọi người rút lui. Muốn rút thì cùng nhau rút. Lão Giang, tôi ở lại với anh. Tôi không cần cậu ở lại đâu. Muốn chết chung thì phải là bọn tiểu quỷ chết chung. Đừng nói nhảm.
Phục tùng mệnh lệnh. Rút, rút, đi mau. Rút, rõ. Triển bằng, mau rút lui. Đi mau, rút. Lão dân, tiêu đường, đi mau. Lão dân, mở cửa đi. Lão dân, mở cửa đi. Lão dân, tiêu đường, đi mau đi. Lão dân, mở cửa ra. Mau đi đi. Lão dân, mau mở cửa đi. Đi mau đi. Lão dân, mau mở cửa đi. Lão dân, mau mở cửa đi. Lão dân, nếu còn không đi, nếu còn không đi, sẽ không thể đi được nữa đâu. Lão dân, lão khốn kiếp, lão dân đâu? Để yểm trợ cho chúng ta, ông ấy đã hy sinh. Tới bến tàu Nam Hưng, bên đó có người tiếp ứng chúng ta. Triển bằng, Mạc Phi, đi. Đi. Đi mau. Đi. Nhớ kỹ, phải cố gắng bắt sống chúng. Nếu bắt sống không được thì bắn chết hết. Rõ.
Ẩn nấp. Lão Ôn, đằng sau có mai phục. Đi bên này. Rút. Đi. Được rồi, chúng ta đã rời khỏi vùng sông Vũ Hán. Chắc chắn bọn Nhật Bản không đuổi theo. Lão Ôn, hành động lần này may mà có anh. Nếu không mọi người đều tiêu hết. Lão Ôn, sao anh biết tuyến đường rút lui này? Ma có lối đi của ma. Lão Ôn, tôi là ma nên có cách riêng. Hành động lần này của chúng ta đã thất bại nghiêm trọng. Hiện tại không rõ tình hình bên phía phi trường. Theo như phán đoán của tôi, có lẽ bên đó tổn thất nghiêm trọng hơn. Sở trưởng Châu đi Mỹ vẫn chưa về. Chúng ta quay về cho bị trách mắng đi.